Gatsby xin giới thiệu với anh em mẫu cặp sách da công sở CZ08. Một phiên bản cặp da có vẻ đẹp cuốn hút và sang trọng. CZ08 được chế tác từ chất liệu da bò bóc. Dòng da này được đánh giá là đắt đỏ nhất trên thị trường hiện nay bởi vì nó có tính thẩm mỹ, độ bền và độ dẻo dai cao. Bề mặt của da có khả năng mắt sáng, tạo nên sự bóng bẩy cho sản phẩm. Kích thước của cặp vừa vặn, chiều ngang là 38cm, chiều cao là 29cm, độ dày là 8cm. Anh em có thể để vừa laptop 14 inch, giấy tờ, tài liệu và nhiều đồ cá nhân khác. Điểm nhấn của cặp CZ08 là các chi tiết phụ kiện bằng hợp kim mạ vàng nổi bật trên nền màu da nâu sang trọng, đường may gia công sắc nét và tinh tế. Mặt trước có logo thương hiệu Gatsby, mặt sau có thiết kế thêm ngăn khóa phụ tiện dụng. Hai mặt của cặp và phần đáy có được ép giữ form, giúp cho cặp cứng cáp hơn và chắc chắn hơn. Bên trong của cặp có chia làm nhiều ngăn, có một ngăn laptop riêng biệt, có nhiều ngăn để giấy tờ tài liệu. Quay sách cũng được làm từ da bò thật, rất chắc chắn, cầm nắm và xách tay rất thoải mái. Trang bị đi kèm theo cặp thì có thêm một cái dây đeo vai bằng vải dù với chính sách bảo hành 24 tháng và giữ da trọn đời. Anh em còn chần chờ gì nữa, hãy đến ngay với Gatsby đi nào.